Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu đến từ Hà Giang. Thấy à? Thấy không? Đọc thôi mà, đọc kia này. Chữ Tây không biết đọc rồi. Phát đình. Đọc lại. Phát đình. Nào. Lấy ra quần áo thôi. Lên thôi. Thôi. Đấy, cầm luôn cái này thôi. Đôi dép của Tây Hồ. Cứ để đấy không phải mặc đâu. Nóng lắm. Cái này để lại đây. Nóng, không phải mặc. Đấy, để đấy hết đi. Rồi, hết rồi. Tối nay Phiên Phiên lại ngủ với Trần nhé. Đổi nhau tí. Đây đoàn của em 1, 2, 3, 4 với em 15. 1 vòng 2 và vòng 3 à? Chứ không ở cái phòng 2 tầng rồi. Đây phòng mấy đây? Đây phòng em 4.8, 4.2. 4.2 là phòng 3 giường. Ừ. 4.8 là phòng 2 giường. Ok. Phòng kia là 4.3. Đây, đây. Đây. Phòng 4.3. Vàng đấy. Vàng. Tưởng vàng thật đấy nhỉ, phải không? Hai phòng này ước là phê hồng. Hai giường. Bạn hai người này. Đây. Cậu với phải ngủ cùng phê hồng để quản lý phê hồng chứ. Cả điếc nữa. Thế thì ngủ 3 người à? Thế thì đổi phòng. Đổi phòng đi. Bảo đổi người thôi mà. Tầng 4 à? Tầng 4 này các. Khách sạn Quân Khu 2 à? Nhà khách. Bên này là nhà khách, bên này là khách sạn thì của một cô ấy, nhưng mà tên là Fadin. Đeo Fadin. Nè. Thế đây. Rồi, nào đi đi. Mình ba giường bên này. Bảo điếc đi vào đây. Hay cho Trần ngủ ấy đi. Em cứ ngủ điếc. Không. Đổi vị đi. Phòng ngộ. Đúng rồi, tối nay mình ngủ ở đây. Vâng. Đây là người gọi là Phan Dinh Phong Ngọ. Vâng. Khách sạn Phan Dinh. Đấy, ba giường nha. Đây. Mỗi người một giường. Anh ở bên này.
Tất cẩn thận nha. Sợ điếc lấy hay sao ấy. Đâu, xem còn cái gì nữa. Còn thuốc lào không? Thuốc lào còn. Bèo còn mang cả một nửa gói thuốc lào đi. Cái gì đây? Cái gì nhiều thế nhở? Không có bảo bối. Nó tha. Nó tha. Chia, chia nhau, chia nhau. Chia, chia riêng một cái. Mẹ lấy về cho mẹ. Mẹ. Bây giờ bà lấy về cho mẹ đấy. Không biết ai cho. Đây đây đây, từ từ. Đấy, đây đã. Ôi dồi, ban công rất là đẹp nhá các bác nhá. Tí nữa anh em sẽ đi trải nghiệm đồi A1 nhá. Đây thì rất tiếc. Hôm nay thì ước cũng lên Điện Biên lần đầu tiên thôi. Sơn La thì cũng đã đi rồi. Điện Biên là hôm nay là đúng là lần đầu tiên. Đây là thành phố Điện Biên, Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là nổi tiếng với đồi A1. Mà có cả số 1 bao qua núi nữa cơ. Mà nhìn cả thấy cũng rất đẹp. Trong hồ và em mà được thấy các tỉnh nơi đây thì các tỉnh nhiều anh nơi ở phòng cạnh luôn à? Cho vào đây. Anh đang ở đây rồi. Đây. Tối sang chơi được. Đấy. Bước đây qua đường mà nhỉ. Quanh khu đây bảo có đồi A1 hay biết anh em xong rồi chuẩn bị đi. Vâng. Đây xong xuống bọn phe nó chờ xe đấy. Đấy xong rồi đi ra đồi A1 hầm đờ cát rồi biết thì cứ tự đi diễn đi. Vâng tự, vâng. Xem đưa anh em đi đi. Rồi, thế em đi chơi tí nhá. Đi. Tối về tắm rửa xong. Xuống một bão xuống quân Nam. Nếu mà nói mà từ đây nhìn tới xa mà cũng nhìn thấy cũng sẽ đẹp. Đi chơi. Nếu đây là của đây là điều khiển điều hòa. Đây là của điều hòa. Vâng. Đây điều hòa. Vâng. Đen này là tivi. Đây là của tivi. Vâng. Bây giờ đi đâu rồi nhỉ? Chắc đi vệ sinh. Xong bây giờ đi lên đồi A1 chơi nhá. Vâng. Bây giờ vẫn còn sớm nữa, bây giờ là 2 giờ. Đi vệ sinh. Anh em bắt taxi đi chơi nhá. Ở đây thì Phen Phen cũng không thuộc đường nên là cứ để xe ở trong khách sạn thôi. Bắt taxi đi. Từ đây ra đây 2 cây nhỉ anh nhỉ? Tầm đấy. Vào trong đấy họ có thu vé không anh? Có chứ, thu vé mà chứ. Bọn em cũng hôm nay lần đầu tiên đi lên Điện Biên. Sáng giờ đi từ đâu rồi? Em từ Lai Châu lên này. Từ Châu Sapa lên. Sang sang Lai Châu. Em chạy thẳng lên đây luôn. Sao lại một số của anh? Thế luôn em vừa gọi cho anh à? Ừ. Có phải không đấy? 299 này. À. Đúng rồi. Ừ. Anh vứt ngay chỗ cái cáp ở đấy đấy còn gì nữa. 2929 số em phải không? Vâng, đúng rồi. Ừ. Vứt cáp ở chỗ nào nhỉ? Thế em gọi cái là anh đến trước mặt em luôn à? Ờ. Trùng hợp nhỉ? Đúng rồi. Em thấy vứt ở cổng đấy. Yeah. Xong rồi em bảo là lên đây định gọi taxi đi. Không có duyên đấy. Ở Lai Châu lên à? Nhà ở bên Lai Châu mấy em là Lai Châu à? Em bên em ở Hà Giang. À, Hà Giang à? Ừ, đi lên đây chơi thôi mà. Còn hai anh em này là ở đâu? Anh em này cũng Hà Giang. À, Hà Giang, ba anh em Hà Giang hết à? Vâng. Yeah.
anh này là không nhau, nói được cầm còn một ông là lại bị điếc nên là em mới phải dẫn đi. Hà Giang thành phố đẹp hơn Điện Biên nhiều nhỉ? Không, Hà Giang nó hẹp lắm mày. Thành phố đẹp hơn thành phố Điện Biên chứ? Không, đường xá thì nói chung Điện Biên nó rộng hơn. Đường Hà Giang thì đi đất nó hẹp đây. Hà Giang đi tí là hết ngó ngách rồi mà. Hà Giang đi Bắc Hà rồi sang Lào Cai à? Vâng. Em phải sang Lào Cai xong mới lên. Thế là anh em đi xe gì sang? Và em đi ô tô riêng mà. Ô tô riêng à? Lần đầu tiên sang Điện Biên hả? Vâng. Về đi chơi đi cho biết. Ở đây có những điểm nào đẹp anh nhỉ? Ở đây á, điểm đẹp quanh quanh đây thì đi Hầm Đờ Cát, rồi đi đồi A1, rồi đi Tượng Đài, rồi đi Bảo Tàng thôi. Hầm đấy là nó cũng ở đồi A1 phải không anh nhỉ? Hầm đấy khác. Hầm là chỗ khác à? Cách đây có xa không anh? Đây mình cách nhau nó bán kính 1-2 cây thôi mà. Thế tí anh chở em đi nhé. Đấy, khu di tích đồi A1 đây nhá các bác nhá. Tí nữa anh ra đón em với nhá. Đem gửi tiền đấy. Đưa tiền to này. Em có mỗi một tờ này thôi. Nhiều hơn một tờ thôi. Thật mà, đu anh nhưng mà. Thế tí đi hầm là đây. Cũng phải đi qua bên này anh? Hầm cách đây phải đi vòng 450 này, 470 này. Ok, em cảm ơn. Nào xong gọi nhá. Vâng. Đây. Đọc thế nào? A1. Đọc dòng trên. Tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. Giỏi quá. đi vào trong mua vé đó. Mua vé xong đi vào. Ấy, xe tăng đấy. Đây. Thôi. Thôi rồi, đi với hai ông này thì. Đấy, đọc đó. Đọc. Những loại vũ khí chủ yếu của phát bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Giới thiệu cho Pay Hầu nhá. Đấy. Điện Biên Phủ. Sao những loại vũ khí của Việt Nam ra xe tăng đấy. Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nào ra đây chụp ảnh đấy. Chụp ảnh. Biết trong kia là cái gì không? Đấy. Trong kia kìa. Bom đấy. Quả bom mà to bùng. Tây Hồ vào đây nhìn thấy xe tăng có vẻ sợ hay sao ấy. Đi tiếp. Có thích cái này thì nói đau nó cũng trèo lên được. Đây. Đấy. Pháo.
2 6 Cái này là của ống của lắp đạn vào. Bắn pháo pháo. Đây 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 đây. Đặt bom cho người rồi này nổ từ dưới lên nữa. Đây này đây này. Đây là gọi là cái gì như em không hiểu, nhưng mà là em thấy ở trong tivi là nó sẽ đặt cái viên đạn vào xong rồi nó là sẽ từ dưới bắn lên. Chuẩn đấy, đúng đấy. Mà không biết là cái gì, chỉ biết là đạn thôi. Súng chưa cả. Đây là gọi này đây. Đây là dòng của không em cũng chả hiểu, như em xem trên tivi thì em nhìn thấy những cái này thì nó bắn rất dội. Đây cầm này này, cầm này bắn rung này. Được rồi, ra đây. Hey, đây, đây, đường này. Khu vực đấy là khu vực cấm, không được vào. Đấy. Thì họ cấm là không được vào. X. Tiếp tục đi lên trên. Đấy, súng pháo. Khởi chiến. Vũ khí của Việt Nam. Đây. Xe đây. Đi với điếc với peo này phải để ý, không có lúc cái người ta cấm thì sờ vào thì không được. Hey, đọc cái này. Ê, ê, từ từ. Ló cốc cây đa cục ngược. Thế là nó ấy ấy đứng xuống nha. Đứng xuống. Về dưới đây trên này nhìn thôi. Đây thì lúc chiến tranh, đây là lúc chiến tranh thì người từ dưới này đọc hết đi. Vâng. Ồ thằng người luôn cốt này bị đại đội 671 tiểu đoàn 251 trung đoàn 147 đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1:30 mà 7/5/1954 ở đó chối mà qua người đó đi. Hầm lô cốt đấy. Rồi tiếp tục lên trên. Rất là ấy, đợi 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 tay hầu ra nhầm thế này. Đấy đây là hào ơi. Hào. Đây là lỗ hầm, đây là hầm đấy của đây đây. Đọc mới biết được. May mà em điếc này còn biết đọc ấy, không thì mù tịt luôn. Đây đọc cái nào. Hầm thép Việt của quân Pháp. Bây giờ cứ cho điếc đọc hết đây. Đấy, đọc tiếp. Khu nó đây thì em có đọc, thể đọc đây vào bên kia được. Được, được. À? Đường phải ký của quân Pháp từ trung tâm 10 tanh lên cước điện 1A. A1 chứ. Đây là đây cũng là của chứ của trong Việt Nam như em cũng hiểu rồi. Rồi tiếp tục đi lên trên. Trong nếu đây là đời A1 nhá. Các bác nhá.
Hôm nay ước cũng lần đầu tiên đi lên đây thôi. Học lịch sử cũng rất nhiều rồi. Hôm nay mới đến thực tế, trực tiếp ở đây. Đứng này, đừng có leo trèo linh tinh nhá. Đeo khẩu trang mà, đeo khẩu trang mà. Đấy, nhìn thấy không? To cái là A1 luôn. Và mỗi điện du lịch, di tích lịch sử đấy nhá. A1 thì đương nhiên là số 1. Thầy Hậu thì chắc là không hiểu gì đâu. Em điếc thì gần được học thì chắc là biết một tí. Thầy Hậu chỉ đấy súng pháo. Hôm nay chắc là lần đầu tiên nhìn thấy thực tế. Ôi, xe tăng ơi. Khu vực đồi này rất là rộng nha các bác nhé. Đây có quả xe tăng. Đấy, đọc hết đi. Xe tăng bị đại độ 674 tiểu đoàn 251 trung đoàn 174 đại đoàn 316 thì tiêu diệt sót 1.4 và 1945 1954. Nên đây chụp ảnh. Đây là của chụp ảnh. Vâng. Này, đâu cả. Cấm chèo vâng. Em thì không chèo nhé. Em chụp ảnh đây. Từ. Đây là của xe tăng. Đây là của xe tăng vâng. Chụp ảnh. Đây là của xe tăng. Mà bây giờ nhìn ra đây. Nhìn đây. Họ. Này rồi, chào. Ấy, hôm nay bay hầu lên đồi A1 nhá. Xe tăng chiến nhất của Việt Nam. Vâng, chiến thắng của Việt Nam. Hôm nay ước cũng lần đầu tiên nhìn thấy thực tế cái xe tăng ở ngoài đời đây. Đây là xích đề. Xích. Vâng. Đây là quả xe tăng lớn nhất, lớn và chiến thắng của đất Việt Nam. Vâng. Nặng lắm đấy. Cái này là quá là tốt cho của đất nước. Ấy, tay hầu đừng có. Ấy, sao đấy, sao đấy? Đi cùng nhau. Rộng lắm trên này. Ở đây, đứng ở đây đọc cái con kia kìa. Mộ của 4 chiến sĩ thuộc trung đoàn 174, đại đoàn 316 và trung đoàn 102, đại đoàn 308 chiến đấu hy sinh vào rạng sáng 14 tháng 4 và 1954 của Việt Nam. Tiếp tục sang bên này. Yo, thấy bao giờ chưa? Cho nên cho đi ông ơi. À, không được bước vào đây nhá. Không được vào đây nhá. Đọc tiếp. Nói đây thì em chưa
Em chưa từng bao giờ đến mà hôm nay thì em được gặp Sử Dân thì cảm thấy trong ấm trong lòng em và gặp rất là nhiều thứ mà em chưa từng em chưa từng thấy. Đều sợ. Đấy, lại đọc tiếp. Hồng Chị Huy kiêu cố nhất của cước đề 1A1 tiêu đoàn 249 trong đoàn 174 đại đoàn 316 đánh chiến đêm mùng 6 tháng 5 và 1954. Đi vào trong đấy, đi vào trong đấy mà. Rất đẹp. Rất hết cả mình. Vâng. Phát tượng cho. Đi vào lối bên kia đi thì được chứ. Tèo sợ. Vâng. Đây là tướng sĩ của Việt Nam. Ấy ấy đừng vào nhá. Vâng vâng. Không sao đâu. Và không thể lo. Không sợ. Và rất là đáng. Sắp đấy. Đi lên đường này. Ở trong này còn có một phòng nữa. Đi lên đường này. Khu vực này là toàn khu vực hầm hào thôi. Các bạn đây này. Hào xung quanh hết đây. Cả hầm. Nó ra bên này xem. Một kho đây là của... Đấy. Cần nó xuyên đến đây cơ mà. Đi ra bên này. Đây bên này, phần này. Tí mới ra bên kia. Đây. Lô cốc đại liên bảo vệ ban chỉ huy cước đề A1 bị các đại đội 315 317 tiểu đoàn 249 trung đoàn 174 đại đoàn 316 đánh chiến đêm mùng 6 tháng 5 1954. Vâng. Đây là đi tiếp bên này, đi bên này. Được. Cái này cũng đi tốt chứ. Đi được mà. Vâng. Nè thông hết, nè thông bên kia. Vâng. Đi lại từ dưới này lại qua vào đây. Trong đấy tối lắm, mình không vào đâu nhỉ. Tối lắm. Đi Pây Hầu sợ ấy. Pây Hầu nhìn thấy mấy hình người kia, Pây Hầu không dám vào. Ấy, máy bay kìa. Ôi. Pây Hầu lần đầu tiên nhìn thấy máy bay.
Ây da, chết rồi. Máy bay đấy. Bùng quá, nó làm gì à? À bên kia là có hướng dẫn viên thuyết minh nhá, tí nữa sẽ qua đấy. Đấy. Đọc. Đọc đi. Cái này ờ, đọc. Đồi 1A A1 làm cứ điện quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng tuyết Nam Quạ, đồ phía đông bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh. Tại đây dịch bốn phía nhiều binh lực hỏa lực mạnh có công sự chặn trận điện kèm có vững chắc trận tiết công cụ cứ điện đồ A1 là một trong những trận oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở Điện Biên Phủ ở đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, cán bộ chiến sĩ ta đã nên cao gương chiến đấu huy vọng sinh hồi sinh nhớ cả ngoan cường tranh chất với dịch tường ô sống từng đoạn chiến hào qua 39 ngày đêm chiến đấu liên tục. Ta đã 5 lần tổ chức tấn công đánh bại 30 đội phải kín của địch. Của địch 4 giờ 30 phút sáng mùng 7 tháng 5 1954 ta đã làm cho hoàn toàn cứ điện A1. Vâng. Ok, bây giờ đi tiếp, đi tiếp. Vâng. Nhưng trước khi cho nổ khẩu phá để đề phòng phải sử dụng đến quyết án xung phong cảm tử ấy, chúng ta đã làm lễ truy điệu sừng cho 2 đồng chí xung phong cảm tử và có hỏi 2 đồng chí rằng các đồng chí có còn dặn dò gì nữa không? Cả 2 đồng chí của chúng ta cùng đáp: chúng tôi không còn dặn dò gì nữa cả, chỉ cần nghe hiệu lệnh tất cả sẽ xung phong. Một tinh thần chiến đấu anh dũng quả cảm vô cùng khâm phục. Thế và đúng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, khối bộc phá đã được dẫn nổ. Tiếng nổ phát ra với một âm lượng trầm nặng làm rung chuyển toàn bộ cả cứ điểm A1. Pháp ở trong căn hầm chỉ huy kiên cố trên đỉnh đồi đây, chúng đã phải choáng váng kinh hoàng do sức ép của quả bộc phá mà chúng đã phải tự chảy máu mồm, máu mũi, máu tai. Trước thời cơ đó, bộ đội ta đã bỏ qua các ổ súng khác. Ta tiến thẳng căn hầm chỉ huy của Pháp đây và đã tiêu diệt được một đại đội địch, nhanh chóng giải phóng cứ điểm này. Xin kính thưa với đoàn, mục đích ta cho đủ của bộ phá kia đó phải vừa tốt hầm ngầm chỉ huy đầy của Pháp. Nhưng khi đào tới vị trí đó, nó đã vướng phải những bóng lô cốt của quân Pháp và ta ngỡ rằng nó tới chân hầm cố thủ. Nhưng đến khi ban ngày xâm định lại không phải như vậy mà nó còn khoảng hơn 25 mét nữa thì mới tới. Nhưng vì thời gian của chúng ta lúc bấy giờ không còn nữa nên quyết định dừng lại tại kia để cho đủ khối bộc phá. Dự định thứ hai, ta sẽ lấy tiếng nổ ấy để làm hiệu lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. Nhưng vì khối nổ được chôn sâu dưới lòng đất, tiếng nổ phát ra không đủ để làm hiệu lệnh. Chính vì vậy mà lệnh tổng công kích của chúng ta đã phải truyền tới 15 giờ ngày hôm sau, ngày 7 tháng 5 năm 1954. Xin kính thưa với đoàn, bố
Theo hố bộc phá kia của chúng ta quan sát thấy, hiện nay chúng ta đã được gia cố bằng một lớp xi măng trên bề mặt để đất không bị sạt lở, phục vụ được khách tham quan giống như những đường hào tiếp viện của quân Pháp đây. Và đường hào này phát đào trong lòng của trên A1 của chúng ta lên tới gần 4.000m, nhưng hiện nay chúng ta mới khôi phục được hơn 1.000m thôi. Vâng, sau đây xin mời các cô chú các anh chị, chúng ta vẫn dừng chân tại vị trí này nhưng chúng ta quay về phía sau giúp em ấy. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Mỹ đã viện trợ cho Pháp được 10 chiếc xe tăng từ 16 đến 18 tấn như thế kia, và chúng đã viện trợ bằng cách như thế nào ạ? Chúng đã phải pháo dần cùng bộ phận đưa lên máy bay và thả xuống sân bay Mường Thanh. Tại sân bay Mường Thanh kia, Pháp đã bố trí một chiếc công binh 25 tên để lắp ráp vào cứ 3 ngày. Pháp đã lắp xong một chiếc. Để phản kích chúng ta nơi đây, Pháp đã đưa lên 2 chiếc. Khi chiếc xe tăng này lên tới đỉnh A1, đã bị các chiến sĩ của chúng ta sử dụng súng Paroka. Đó là súng do giáo sư Trần Đại Nghĩa của chúng ta sáng chế ra. Vâng, vô cùng tự hào đã sử dụng súng ấy và bắn cháy xe tăng của Pháp vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954. Khi chiếc xe tăng kia bốc cháy, một chiếc nữa từ phía dưới trên đồi phản kích lên. Khi quan sát thấy chiếc xe tăng này bị bốc cháy, ngay lập tức chúng đã phải lái chiếc xe kia bỏ chạy về khu trung tâm Mường Thanh, không dám lên cứ điểm A1 nữa. Thế còn bên cạnh xe tăng, phía trước đoàn mình, đây chính là ngôi mộ tập thể của 4 chiến sĩ đã hy sinh khi chiến đấu trên A1. Và chỉ biết rằng 4 liệt sĩ của chúng ta thuộc 2 trung đoàn chiến đấu tại đây trong 39 ngày đêm thôi. Đó là trung đoàn 102 và 174. Chứ lúc bấy giờ chúng ta không biết tên tuổi của các anh. Bởi lý do chiến tranh lúc bấy giờ, chúng ta vẫn thường hay gọi đó là những ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh chọn ngày chẵn tháng, cho đặt tên anh chọn tuổi chọn mùa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Chiến trường gần chiến trường xa đuổi giặc, tên làng tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về thì không tên không tuổi. Chẳng hàng bia như ngôi sao không nói, sừng sừng cỏ mọc dưới chân. Đó là điều trăn trở của nhiều thế hệ, và đặc biệt là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần về với Điện Biên, đại tướng đều đứng lặng trước những ngôi mộ trắng bia, đôi mắt lại đỏ hoe vì thương những đồng đội, những chiến sĩ của mình đã nằm trong lòng đất mẹ từ khi tuổi đời còn quá trẻ. Xin kính thưa với đoàn, đợt tấn công thứ tư chính là đợt tấn công cuối cùng của chúng ta tại đây từ khi ta cho nổ hố bộc phá kia, và được kết thúc vào lúc 4:30 sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Khi kết thúc trên cứ điểm này, chúng ta đã tiêu diệt và bắt sống được 825 tên Pháp, đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn cơ động và 3 tiểu đoàn quân tinh nhuệ của chúng. Thế nhưng đổi lại, 2516 chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh trên cứ điểm này. Mồ hôi xương máu của các anh đã thấm đẫm từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi đây. Vâng, thật vậy. À, một dòng sau đồng đội tôi nằm trần, mỗi tấc đất một cuộc đời có thật, cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào. Xin kính thưa các cô chú, anh chị, sau ngày giải phóng Điện Biên nơi đây đã trải qua nhiều lần chúng tôi tôn bảo, nhưng lần chúng tôi năm 2003 ta đã tìm được 33 hài cốt liệt sĩ vẫn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tay vẫn ôm súng, hàng chục quả lựu đạn còn xung quanh người. Bên cạnh các liệt sĩ còn có những kỷ vật như chiếc gương, chiếc lược vẫn nằm cùng các liệt sĩ trong lòng đất bấy lâu nay. Nhưng rất tiếc, do hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ mà chúng ta không xác định được tên tuổi, quê quán, đơn vị cụ thể của các liệt sĩ. Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi đây đã làm lễ truy điệu trọng thể cho các liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng cùng đồng đội tại nghĩa trang Độc Lập. Hòa bình rồi các anh còn nằm lại, chiến trường xưa mãi mãi tuổi 20 như những bông hoa nở giữa lòng người. Anh đi rồi cho cây tươi xanh mãi. Xin kính thưa với đoàn, vào đầu năm 2016, chính chúng em bước đất để trồng thảm hoa cỏ lạc nơi đây, thì thảm hoa này ở ngay vị trí cô đang đứng đấy ạ, phía trước đó, phía trước rặng gang đó khoảng 10 cm. Vào buổi sáng hôm ấy, một nhát cuốc nhẹ thôi, chúng tôi đã tìm được một bộ hài cốt và ngay lập tức đã báo cho ban chỉ huy quân sự tỉnh cùng với sở lao động thương binh xã hội. Họ đã đến và mang xương đi. Còn ngoài ra, các thảm hoa còn lạc khác khi chúng
hơn cuốc đất xương trắng đã bị bụi nhỏ trộn cùng với đất, gần như trắng xóa cứ điểm A1, có quan sát mới thấy vô cùng đau xót. Xin kính thưa với đoàn, tiếp đây hướng dẫn viên xin được chia sẻ kỷ niệm khi đi dẫn đoàn. Rất nhiều kỷ niệm nhưng đúng có những kỷ niệm không bao giờ quên được. Tháng 5 của Điện Biên, tháng 5 lịch sử, tháng 5 vào năm 2018, hôm ấy hướng dẫn viên cần dẫn vận đoàn các cô chú của tỉnh Phú Thọ. Sau khi kết thúc trên cứ điểm A1 đỉnh đồi kia, hai cô ở trong đoàn đã chạy tới ôm chầm lấy hướng dẫn viên, rồi gào khóc và chia sẻ rằng: "Con ơi, bố cô đã mất rồi, gia đình cô đã đi tìm hài cốt của chú, nhưng bao lâu nay không tìm thấy được, mà biết rằng chú hy sinh trên cứ điểm A1. Chú ơi, chú có linh thiêng, chú hãy báo cho các con biết chú đang ở vị trí nào, trước quả đời này, để chúng con thắp cho chú một nén nhang vào ngày rằm, ngày rỗ, ngày Tết." Nghe lời chia sẻ đau xé tim gan. Vâng, còn một kỷ niệm, vào ngày 16 tháng 12 dương lịch của năm 2020, vào buổi chiều hôm ấy trời rất nắng, hướng dẫn viên dẫn bốn bác của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, và trong đoàn có ba bác trai, một bác gái. Khi di chuyển qua khu rừng tích kia, bác gái ấy đã đi hẳn vào trong khu rừng tích. Bác ấy cứ nhìn xuống đất, thế rồi ngó nghiêng và khóc. Hướng dẫn viên không hiểu vì sao, đã hỏi ba bác trai, và ba bác ấy có trả lời hướng dẫn viên rằng: "Bác gái ấy đang đi tìm bố đấy con ạ." Thực sự nghe câu trả lời đã thấy đau xé tim gan, và trong suốt quá trình nghe thuyết minh, cả bốn bác ấy đều khóc. Và có lẽ gần phút nghe cuối cùng của thuyết minh, bác gái ấy đã không thể kìm nổi lòng mình nữa, và ngay vị trí tán phượng đây, bác gái ấy đã gào lên gọi: "Bố ơi!" Hướng dẫn viên còn đã lặng lại không nói được nữa, đã chạy tới ôm lấy bác ấy. Hai bác cháu đã khóc nức nở dưới tán phượng này. Trong tiếng khóc nức ấy, bác gái đã thốt lên rằng: "Bố ơi, hôm nay con gái về với bố đây, nhưng bố đang ở chỗ nào trên quả đời này mà bao nhiêu năm con đi tìm, con không tìm thấy bố. Từ khi sinh ra con cũng chưa được nhìn thấy mặt bố. Bố ơi!" Nghe những lời chia sẻ như thế đau xé tim gan. Vâng, các chiến sĩ của chúng ta đã ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ cho quê hương đất nước được bình yên, nhưng đã không ngày trở về với cha mẹ, với vợ con, với người thân. Nhưng một điều thực sự vô cùng đau đớn rằng người nhà sống trong thời bình đã đi tìm hai cốt của con trai mình, của cha mình, của chú mình để thắp cho một nén nhang sưởi ấm cho hương hồn, nhưng tìm mãi mà chẳng biết rằng hai cốt ấy hiện đang ở nơi đâu. Đó quả là một điều vô cùng đau xé tim gan các cơ chú anh chị ạ. Xin kính thưa với đoàn, với chỉ ít phút vừa rồi, hướng dẫn viên Ngô Lai đã giới thiệu toàn bộ nội dung di tích A1. Trước khi dừng nơi trên tay đoàn, hướng dẫn viên không biết nói gì hơn. Thực sự trước tiên xin phép được cảm ơn các anh hùng liệt sĩ của chúng ta đã chiến đấu hết mình vì đất nước, vì tổ quốc nói riêng. Cảm ơn lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, cùng với sự chỉ đạo rất tài tình và vô cùng sáng suốt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mới có một Điện Biên nói riêng, một đất nước Việt Nam nói chung hòa bình, hội nhập và phát triển như ngày hôm nay. Xin thay mặt đơn vị Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên, xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị đã đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng từ thủ đô Hà Nội, từ Phú Thọ xa xôi. Xin kính chúc các cô chú, anh chị cùng với gia đình sức khỏe, hạnh phúc, 2022 mọi điều may mắn, an khang, thịnh vượng. Hướng dẫn viên xin chân thành cảm ơn. Hôm được cắt đi thì chút nữa mình phải di chuyển bằng ô tô mới sang nơi bà. Đấy, vừa rồi thì chị hướng dẫn viên thuyết minh hết rồi. Bây giờ sẽ đi sang bên này. Điện thoại còn pin không? Hết rồi à? Hết pin. Không, em không mang ra giam là hết pin, chẳng biết thế nào được. Em biết là muốn chụp ảnh nhưng mà điện thoại là hết pin.
đọc tiếp, đọc. Phải cho em biết này, đọc thì em ấy mới hiểu được. Bộc phát. Có bộc phát. Vâng. Hồ được tạo thành do Nguyễn Phúc Xuyên. Vâng. Cô Nguyễn Phúc Xuyên khu Nguyễn Điện. Nguyễn và Bạch giật nổ khối bộc phát 960 mega kg. Vâng. Vào lúc 20:30 ngày mùng 6 tháng 5 năm 1950, tên giết nổ đã tiêu diệt một đại đội địch sống sông kín, làm cho số quân địch còn lại chất vót thùng cưa. Trung đoàn 174 đánh chiếm toàn bộ cước điện cứ điểm A1 lúc 4:30 ngày 7 tháng 5 1954. Tiếng nổ của khối bộc phát còn làm hiệu lệ tổ công kính cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Vâng. Đây ra đây chụp ảnh đây, chụp ảnh. Vâng. Đứng ra đây chụp ảnh, đấy. Vâng, cô nói đây là... Đấy, đây là hố bộc phát. Giật bom nổ. Vâng, giật bom nổ. Vâng. Đây là... của... Đây là cái hố bộc phá nhá, các bác nhá, đây. Nhưng mà đã xi măng đã bịt một lượt rồi để cho quá trình đất nó không bị sạt xuống. Rất là rộng. Một khu du lịch cho bản thân em mà khu di tích lịch sử chưa từng thấy. Vâng. Mà hôm nay thì em mới được thấy xung quanh khu du lịch của quân sư và quân đội nhân dân Việt Nam, đội chiến trường. Vâng. Em điếc này cũng hiểu được một phần thôi. Năm đây bùng đấy cũng nhiều, bùng quá nhiều này to này cơ mà. Đi xuống dưới kia này. Đấy, thành phố Điện Biên nha, rất là đẹp. Đọc tiếp. Khu vực giờ giật quyết liệt giữa ta và địch liên tục từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5 1954. Vâng. Chụp ảnh.
quay ra đây, quay ra đây. Đấy, đi đâu cũng phải chụp ảnh để làm kỷ niệm nhá. Được rồi, rất đẹp. Nào đi, đi. Dê còn bắt trước hình cơ. Tư thế nằm bắn nhá. Theo gương nhìn là như thế. Đấy, hầm. Khu này hầm hào rất là nhiều. Bao nhiêu chiến sĩ của hy sinh ở đây. À đây à. Đường hầm do đội trưởng Nguyễn Phúc Xuyên, Phú Xuyên chỉ huy đội công binh 83 và một phân đội bộ binh tiểu đoàn 255 trung đoàn 174 đại đoàn 361 đầu từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 1954 đã đặt an toàn khối bộc phát bộc phá 960 kg. Vâng vâng. Rồi tiếp tục di chuyển lên trên. Nếu mà tí kịp thời gian thì ước sẽ đi quay hầm nhá. Còn đi hầm thì cách khoảng hình như là 1-2 cây đấy. Ước không nắm được rõ mấy bởi vì lúc ấy cứ hỏi anh ở trên này thôi. Phải di chuyển bằng ô tô. Và với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh, thì cái công trình đền thờ của tỉnh Điện Biên đã xin ý kiến được xây dựng đến thời điểm này là rất là mỹ mãn đối với các đoàn về tham quan mảnh đất Điện Biên ạ. Và hy vọng rằng biết đâu một vài năm nữa thì lại được đón các bác bay trở lại tham quan mảnh đất Điện Biên. Nếu như mà các bác có thời gian thì mình có thể đi vòng xuống ngay dưới này thì mình có thể nhìn qua cái bậc lên là thấy công trình ngay bên đây vậy ạ. Đấy, để thờ sau này hố bộc phá thì bây giờ như này ạ. Mời các bác mình sẽ nghe giới thiệu một chút về cái căn hầm cố thủ của tháp của chỗ này đã. Đây là mấu chốt mà khiến bộ đội ta hy sinh rất nhiều trong trận đánh hồi A1 đấy ạ. Và các bác cái đội kia sau về tuyên truyền giỏi lắm nhỉ. Đang nói phét với nhau. Mới ông đang nói phét. Hầm chỉ huy kiên cố nhất của Pháp và tại ngọn đồi A1. Vốn là hầm rượu vang của tòa công sứ Pháp trước năm 1945. Vâng, được đào sâu vào trong lòng đồi và căn hầm này có diện tích là 18 m2 tất cả. Trong đó có 2 ngăn ạ. Một ngăn là của bộ phận thông tin điện đài của Pháp tại đồi A1. Còn một ngăn nữa là của viên đại úy Puget chỉ huy cứ điểm A1. Khi diễn ra trận đánh tại ngọn đồi này, quân đội Việt Nam mình chỉ biết rằng trên ngọn đồi này có một căn hầm ngầm cố thủ. Đó là mấu chốt mà khiến bộ đội ta hy sinh rất nhiều nhưng không biết lại nằm ở vị trí đỉnh đồi. Chỉ khi mà tiểu đội trưởng trinh sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo dẫn đầu chỉ huy và đã tiếp cận chiến đấu vượt qua bao làn mưa bom bão đạn của quân Pháp, chúng ta đã tiếp cận đến cái vị trí đỉnh đồi, gần đến đỉnh đồi,
và mới phát hiện ra là căn hầm nó nằm ở vị trí này. Nhưng trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ ạ, thì đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã anh dũng hy sinh. Và ngôi mộ của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo thì đến đúng ngày 20 tháng 10 của năm 2020 mới được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Điện Biên Phủ. Thưa các bác, là cái tấm hình của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo hiện nay vẫn đang lưu giữ ở trong nhà dâng hương của di tích đồi An Một mà các bác vừa tham quan đấy ạ. Vâng, đây là thông tin mà con giới thiệu với các bác. Hiện nay trong này thì chỉ còn mỗi cái tấm ghi ở bên trên cái trần hầm này là còn từ năm 53 đến bây giờ. Lúc đó là hầu hết Mỹ đã viện trợ cho Pháp vận chuyển sang đây để xây dựng công sự tại Điện Biên, như là hầm được cát này và còn lát cả sân bay Mường Thanh nữa. Thế còn những cái này trước đây là bao cát các bác ạ. Cái viên gạch này thì trước đây gạch của họ thì là gạch, một viên gạch của họ sẽ bằng 3 cái viên gạch của chúng ta bây giờ. Gạch của họ rất là lớn ạ. Những cái này thì đơn vị còn đã tiến hành tôn tạo rồi. Vâng, bây giờ mời các bác mình sẽ di chuyển xuống vị trí gốc cây phượng vừa mát nhưng đồng thời rất gần với hố Bộc Phá. Con xin nào giới thiệu với các bác này. Anh Ngọc ơi! Anh Ngọc ơi! Bác rẽ trái ạ. Còn mấy chai rượu nữa này. Bây giờ có vẻ rất thích xe tăng. Soi từng bộ phận một. Mù tre à? Rất là đáng quý luôn. Cho theo ngó vào đây xem răng nó. Ông này thì đây là răng rất là quý. Nòng. Nòng của xe tăng. Ông này vẫn còn tốt lắm. Đừng để nó tốt. Đã tiếp tục một đoàn lên. Câu chuyện buồn giữa một tên thiếu và một tên tình, giữa nàng Hoa Quảng và chàng Lãnh Thượng. Và sau khi mà phép chiến Điện Biên Phủ 1890-1945 thì các đã chọn họ đồi này để xây dựng khu đồn trú, người ta gọi là đồi Đồn Tây. Và đến năm 1953 thì một lần nữa Pháp lại chiếm Điện Biên Phủ. Và bác Pháp lại đặt sang ngọn đồi này là Indian Town, tên một người qua ngọn đồi của Pháp. Chúng tôi rất là muốn động viên chính sách để bảo vệ ngọn đồi này, để bảo vệ chính quyền đồng của nước Pháp ạ. Nếu mấy người muốn chụp ảnh, mình sẽ di chuyển lên trên luôn ạ. Biết thì không nghe thấy gì. Máy bay bay qua vẫn đang đi bộ. Tí nữa mình phục máy bay bay qua. Bùng quá. Đi đứng ở điểm nào phục máy bay. Ở đây có những cái cây rất là to nha các bác nha, đây. Cây tết này. Là một đoàn nữa đi lên, rất là đông đoàn. Lá bùn thề à? Lá to cái này nhiều luôn. Rồi, đây là bay á hả? Bên này giờ lên ruộng á. Đá vậy. Bây giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển về khách sạn để nghỉ nhá. Mai sẽ tiếp tục hành trình đi khám phá trên Điện Biên này. Thôi chắc giờ rất xin tạm dừng video tại đây nhá. Hôm nay là đưa em Điếc với Tây Hầu đi lên đây để xem cứ điểm đồi A1. Học lịch sử rất nhiều rồi nhưng mà hôm nay mới lên thực tế ở trên này.
Một chê. Vâng.